Tập 3. Lao mau lên, nhanh tay chút đi. Còn nữa, lát nữa lau luôn bình qua đó luôn nghe. Dạ. Cậu nhanh tay lên đi. Dạ. Cậu xem chỗ đó chưa sạch kìa, mau quét cho sạch đi. Đem cái này qua bên đó. Dạ. Sao treo cái đó trên cửa vậy? Mau lấy xuống đi. Làm liền đây. Tay chân nhanh lẹ làng lên. Nói các người đó, đuổi theo anh đi, đuổi theo anh đi. Anh đợi em với. Đuổi không kịp. Thiếu gia, tiểu thư, sữa đậu nành, bánh bao đây, đợi em với. Cẩn thận, coi chừng té. Bán sữa đậu nành, bánh bao đây, em sắp bắt được anh rồi. Tôi mua ít bánh bao, em đuổi theo anh đi, mau lên. Thiếm Triệu, tôi nghe nói bà Lưu nhớ con trai đến nỗi ngã bệnh, có đỡ hơn chưa? Cốt nhục phân ly, thật đáng thương. Bà xem, bánh bao vẫn còn nóng hổi nè. Đợi mẹ với. Sĩ Văn. Sĩ Văn. Sĩ Văn. Sĩ Văn đừng chạy. Sĩ Văn đừng chạy. Đừng chạy mà. Sĩ Văn. Sĩ Văn. Y Dân. Sĩ Văn con đừng chạy. Y Dân tỉnh dậy đi. Em đang nằm mơ thôi. Em đang nằm mơ sao? Nào, sao anh lại gọi em vậy? Em với Sĩ Văn đang cùng nhau thả diều, em còn gọt lê cho nó ăn. Nhưng không biết sao Sĩ Văn nó lại bỏ chạy. Em thục mạng đuổi theo nó. Nếu anh không gọi em tỉnh dậy thì em đã đuổi kịp Sĩ Văn rồi. Y Dân đừng ngốc nữa, đó là mơ. Cho dù em đuổi kịp Sĩ Văn, em vẫn phải tỉnh dậy thôi. Mấy tháng nay em luôn nằm mơ thấy Sĩ Văn, luôn không ngủ được, sức khỏe cũng suy yếu nhiều. Y Dân, anh thật sự lo cho em đó. Em luôn nằm mơ thấy Sĩ Văn, đó là mẹ con liền tâm. Chỉ cần Sĩ Văn quay về, em chắc chắn sẽ khỏe lại. Cũng sắp trưa rồi, Á Kỳ và Sĩ Kỳ cũng sắp về ăn cơm trưa rồi. Thức dậy đi, đừng để bọn trẻ nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của em. Á Kỳ sắp lên trung học nữ sinh rồi, Sĩ Kỳ thì sắp tốt nghiệp trung học. Không học nữa, phải đến cửa tiệm phụ giúp. Nhưng Sĩ Văn thông minh, Sĩ Văn nhất định sẽ tiếp tục học. Nó phải học đến cao đẳng trung học. Y Dân, học đại học. Y Dân, em đừng nói những lời này trước mặt các con nữa. Chúng nó vẫn phải tiếp tục sống. Em bỏ qua cho chúng nó đi, được không? Không cho em. Tiểu thư cẩn thận đó. Tưới nước hai chậu cây này nha. Cậu quét sạch chỗ đó đi. Đừng chạy, anh chạy chậm chút đi, đuổi không kịp đâu. Thiếu gia, tiểu thư cẩn thận đó. Nào đuổi anh đi, đuổi theo anh đi. Xe đến kìa, con về rồi đây. Đến đây, em đuổi theo không kịp. Xe đẹp quá, ở đâu ra vậy? Ở đâu ra? Là mua đó. Không lẽ tôi biến ra được sao? Trên đường con về, nhìn cậu lái xe con sợ chết đi được. Ngồi xe mà nhanh như bay vậy. Chắc là mắc lắm. Chắc mắc hơn cả vàng nữa. Tôi sờ thử xem. Đừng có đụng vào. Cô xem nó sáng bóng như vậy, dính dấu tay thì nhìn xấu lắm. Có gì ghê gớm vậy? Cậu ơi, con cũng muốn ngồi. Con cũng muốn ngồi xe. Được, Sĩ Hoa, đây cậu vòng con lên xe. Con cũng muốn. Đi thôi. Lên xe. Nào lên xe đi. Ngồi đàng hoàng đó. Bóp kèn đi. Đúng. Tin tin. Tin tin tin. Bóp nữa đi. Xoay vô lăng. Xoay xoay. Vui đúng không? Bóp nữa. Bóp nữa. Bóp mạnh vào. Ông chủ,
Mua xe chắc là tốn không ít tiền hả? Dạ đúng, tôi cắn răng mới mua được nó. Sau này ông chủ có thể lái xe đi bàn chuyện làm ăn, rất có khí thế. Bà nội, Sĩ Văn đã mất tích một năm rồi, vẫn chưa có tin tức. Bà trên trời có linh, nhất định phải phù hộ cho em ấy bình an. Sức khỏe mẹ không tốt, nhưng con sẽ nhớ lời bà căn dặn, sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Á Kỳ, mẹ, con đã lạy bà nội rồi. Chỉ có con chịu khổ mỗi ngày như vậy, hàng ngày đều thắp nhang dâng trà cho bà. Đã bao lâu rồi? Còn 2 tháng nữa là đến giỗ của bà nội. Thời gian sao trôi nhanh quá. Mẹ, sao vậy? Dạ không có gì. Chiếc xe cậu mua đẹp thật đó. Kỹ thuật Tây Phương đúng là rất thần kỳ. Á Kỳ, em sao vậy? Không có gì. Trễ vậy mà cậu còn chưa về. Ngày mai anh sẽ nói cậu lái xe chở anh đến trường. Nhất định là rất quay. Chiếc xe đó mắc quá. Sao cậu có nhiều tiền vậy chứ? Ba là ông chủ của cậu. Nếu ba muốn mua thì cũng mua được thôi. Chúng ta cũng nói ba mua một chiếc đi, được không? Em không cần đâu, mắc quá, lãng phí tiền. Nhưng đó là kỹ thuật mới nhất. Em xem, như cái đồng hồ này vậy, ba mua cho anh mấy năm rồi mà nó vẫn chạy vô cùng đúng giờ. Em không thấy nó rất thần kỳ sao? Đây là gì vậy? Anh làm gì vậy? Đồ của em, anh trả đây cho em. Cho anh xem đi, cho anh xem đi. Trả cho em, trả cho em. Em được thưởng học sinh xuất sắc, đứng đầu toàn trường. Sao em không đưa cho ba mẹ xem? Em cũng muốn nói với mẹ, nhưng mẹ vẫn như vậy. Người thì ở đây, nhưng lòng không biết bay đến chỗ nào rồi. Giống như không nhìn thấy chúng ta vậy. Em thấy mẹ thì không nói được nữa. Thôi đi, em nhận giải này chỉ là muốn bản thân mình vui thôi. Chẳng có gì đáng nói, trả cho em đi. Ai nói chỉ có em vui? Anh cũng rất vui mà. Ái Bình, Sĩ Hoa, mau đến xem nè. Ái Bình, Sĩ Hoa, anh làm gì vậy? Trả cho em, đồ của em mà, trả cho em. Ái Bình, Sĩ Hoa, mau dậy đi. Trả cho em, trả cho em. Sĩ Hoa, mau thức dậy đi, trả cho em, đến xem nè. Đồ của em mà, trả cho em. Anh hai, em cũng muốn xem. Các em xem, đây là giấy khen của chị ba nhà ta. Có giỏi không? Chị ba giỏi quá, lấy được giấy khen luôn. Anh hai đến một tờ cũng không có. Em đừng có lôi anh vào. Giỏi quá, chị ba giỏi quá. Đúng vậy đó, chị ba rất giỏi đúng không? Chị ba cho em xem với. Em cũng muốn xem, em cũng muốn xem giấy khen. Em cũng muốn nhìn một cái. Chị ba là giỏi nhất, em chưa thấy bao giờ. Chị ba, chị là giỏi nhất. Vui không? Còn giỏi hơn anh hai luôn. Chị có nhiều giấy khen như vậy, sau này em cũng muốn giống như chị. Em cũng muốn có nhiều giấy khen. Xem em kìa, đừng xấu hổ mà. Trả cho em đi. Sĩ Văn, Sĩ Văn.
Có phải mọi người đã quên con rồi không? Chỉ có mẹ còn nhớ con thôi. Mẹ không thể, không thể, mẹ không thể quên con được. Sĩ Văn, mẹ không thể quên con. Nếu mẹ cũng quên con sẽ thực sự biến mất. Không đâu, không đâu, mẹ sẽ không quên con đâu. Mẹ tuyệt đối sẽ không quên con. Tuyệt đối sẽ không quên. Nào, đặt rồi lấy tay ra. Đặt rồi lấy tay ra. Mở. Lại lần nữa. Cược hết. Chí Tôn, đúng là suối quẩy. Lấy được thiên cống lại đụng phải Chí Tôn. Sao hôm nay xui xẻo vậy chứ? Ông đây không tin là không gỡ được. Nói với giám đốc của các người, lấy cho tôi 500 đồng đại dương. Được, các vị từ từ chơi nhé. Có gì cần thì cứ nói. Giám đốc muốn mượn thêm 500 đồng đại dương. Quản lý Ngô, tôi đã đưa ông 500 đồng đại dương rồi. Quá số này thì phải có đảm bảo mới cung cấp thẻ tiền cho ông được. Ông phải trả hết khoản nợ trước đó rồi hãy quay lại. Cậu, lần trước tôi thắng 800 đồng đại dương, 500 đồng đại dương thì có là gì? Chuyện này tôi không làm chủ được. Lần sau hãy tới chơi tiếp đi. Cậu, cậu đuổi thần tài tôi đi. Cậu muốn làm ăn thì đừng mở cửa nữa. Tên Ngô Quả Dượng này nợ nhiều như vậy, còn xem mình là đại gia. Cả cửa hàng tơ lụa Phú Tường cũng không đủ cho ông ta mang trả nợ. Sau này nói với ông ta, trước khi trả hết nợ thì không cho ông ta vào chơi. Dạ. Lão gia, quản lý Ngô đâu? Tối qua không về, cũng không thấy xe trong sân. Lại không về. Lão gia, tôi nghe nhiều người bên ngoài nói quản lý Ngô ở bên ngoài nợ tiền đánh bài rất nhiều. Ở bên ngoài còn nuôi gái quán rượu. Ông ấy nhất định là... Đừng nói nữa. Chuyện riêng của anh ấy tôi không muốn nghe. Thím Triệu, thím nấu món gì vợ tôi thích ăn, bảo cô ấy ăn nhiều một chút. Cũng bảo cô ấy ra ngoài đi dạo, đừng nằm mãi ở nhà. Tôi biết rồi. Ông chủ, quản lý Ngô, sao suốt đêm qua anh không về nhà? Tôi... Ông chủ, tôi đi xã giao với ông chủ Dương, người lần trước bàn chuyện nhập khẩu giải. Ông ấy nhất quyết giữ tôi ở lại, còn ra sức chuốc say tôi, say đến bất tỉnh nhân sự. Tôi luôn muốn tìm cớ ra về, nhưng ông ấy quyết không chịu. Vì chuyện làm ăn nên tôi đành phải tiếp ông ta. Vất vả cho anh rồi. Mau vào trong rửa mặt, nghỉ ngơi đi, lấy lại tinh thần.
ra cửa tiệm trễ chút cũng được. Dạ ông chủ, vậy tôi vào trong rửa mặt. Ông chủ, bà La đến lấy khúc ren Pháp mà bà ấy đã đặt. Vậy mau lấy đưa cho bà ta đi. Nhưng là hàng quản lý Ngô lấy từ Thượng Hải về, rất đắt tiền à. Ông ấy không nói cho chúng tôi biết để ở đâu. Chắc là ở trong kho, mau đi tìm thử đi. Tôi đã tìm rồi. Bà La đã đến hai lần rồi. Bà ấy nói muốn quỷ đơn hàng. Các người tệ thật đó. Chỉ đặt một ít giải mà phải chờ lâu đến như vậy. Bà La, tôi là ông chủ, rất xin lỗi bà. Cửa hàng thực sự, được rồi, ông không cần nói nữa. Tôi đã đặt mua từ 3 tháng trước. Tôi cũng đã đến đây 3 lần rồi. Chuyện này là sai sót của chúng tôi. Vì chuyện này, xin bà thông cảm cho. Các người sai sót là trách nhiệm của các người. Các người như vậy, chúng tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm tổn thất này. Sổ sách trong cửa hàng rất nhiều lỗ hổng. Anh họ, tôi luôn mắt nhắm mắt mở, không muốn anh xấu hổ. Nhưng hiện giờ đến khách hàng đặt cũng không có, làm mất uy tín cửa hàng tơ lụa. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Lần sau tôi sẽ chú ý. Tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Tôi đã xem qua sổ sách. Cúp giải ren Pháp đó chính tức giá 5 đồng đại dương, đúng là có trong sổ sách. Sao lại tự dưng biến mất? Tôi đến để ở đâu anh cũng không nói được. Chắc là nhất thời tìm không thấy. Tôi sẽ tiếp tục tìm. Thôi bỏ đi. Đều tại tôi. Tôi không nên để cho anh thay tôi đi Thượng Hải bàn bạc chuyện làm ăn. Sau này để tôi tự đi. Quản lý Ngô, anh lập tức đến cửa hàng tính toán lại, xem còn phải bù vào bao nhiêu. Báo lại với tôi, xem giải quyết thế nào. Dạ. Em xem đó, tại sao anh họ lại thành ra như thế này chứ? Trước đây vẫn luôn rất thành thật, nhưng sau khi giúp anh tới Thượng Hải bàn chuyện làm ăn mấy lần thì cả con người đều thay đổi. Tiếp tục như vậy không được. Sau này chuyện làm ăn anh vẫn phải tự mình làm. Anh chỉ biết quan tâm tới chuyện làm ăn. Nếu anh chịu dùng một nửa tinh thần làm ăn để đi tìm Sĩ Văn, có lẽ đã sớm tìm được Sĩ Văn rồi. Sao lại nói như vậy chứ? Sao có thể nhập một mà nói được chứ? Một năm trước anh nói với em Sĩ Văn sẽ tự quay về. Lúc đó em không nên tin anh. Lúc đó em nên phái nhiều người hơn nữa. Em đi tìm men theo con đường mà đứa trẻ đó chỉ. Có lẽ em sớm đã tìm được Sĩ Văn rồi. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao con nhà người ta thì có thể đoàn tụ, con của chúng ta thì không thể? Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Rốt cuộc em đã tạo nghiệp chướng gì vậy? Em đừng nói những lời thế này nữa được không hả? Ngày nào em cũng nói những lời này. Em muốn làm cho anh điên có phải không? Em không thể không nói. Em luôn nghĩ rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì. Em đã không dốc hết tâm sức để đi tìm Sĩ Văn. Em có lỗi với nó. Em không phải là người mẹ tốt. Em là đang trách anh đã không gác mọi chuyện để đi tìm Sĩ Văn. Anh sớm đã mặc kệ nó rồi. Anh sớm đã xem như chưa từng sinh ra đứa con này rồi. Anh chỉ lo kiếm tiền, chỉ nghĩ tiền có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của anh. Nhưng em không như vậy. Em là mẹ của nó. Sĩ Văn, nó là miếng thịt của em. Sĩ Văn mất tích giống như có ai đó khoét một cái lỗ lớn trên người em vậy. Mỗi ngày cái lỗ này như đang bị xé toạc ra, ngày ngày đang chảy máu. Anh mãi mãi cũng không thể hiểu được nỗi đau khổ này đâu. Y Dân, tại sao em có thể nói như vậy chứ? Em nói như vậy không công bằng với anh, cũng không công bằng với bọn trẻ. Vậy có công bằng với Sĩ Văn hay không? Không sao. Có thể xem như Sĩ Văn không có một người ba như anh, nhưng nó vẫn còn người mẹ là em. Em biết. Em biết bây giờ trong cái nhà này chỉ còn mỗi em vẫn xem Sĩ Văn còn sống.
Ai ở trong nhà này trong lòng đều có Sĩ Văn, đều xem nó là một thành viên của gia đình mình. Cho dù nó tạm thời mất tích, nó cũng mãi mãi là con của cái nhà này. Y Dân à, chỉ là chúng ta vẫn phải tiếp tục sống thôi, không thể chìm đắm mãi trong đau khổ được. Y Dân, nếu em không phấn chấn lên thì tương lai con chúng ta không chỉ mất đi một người anh em, mà chúng cũng sẽ mất đi người mẹ là em. Em biết em không xứng đáng, em không xứng làm mẹ của chúng. Anh vẫn đang trách em. Anh trách em hôm đó không cùng mẹ dẫn chúng đi chơi, cho nên mới làm lạc mất nó. Em rõ ràng biết anh không có ý đó. Anh chính là có ý đó. Thực ra trong lòng của anh luôn trách em. Trách em không bảo vệ tốt cho Sĩ Văn, không dẫn nó theo sát bên người. Y Dân, Y Dân, đều là lỗi của em. Đều là lỗi của em. Y Dân, là lỗi của em. Y Dân, em đi đâu? Đều là lỗi của em. Em phải đi tìm Sĩ Văn. Dù phải đến chân trời góc biển, em cũng phải tìm nó về. Y Dân, nếu không tìm được nó, em cũng không quay về. Y Dân nghe anh nói, anh để nói với con. Em không tìm được Sĩ Văn thì xem như người mẹ này đã chết rồi. Y Dân, em bình tĩnh lại đi, buông em ra. Y Dân, Y Dân, em bình tĩnh lại đi. Ba mẹ xem nè, em nghe anh nói đi. Y Dân, buông em ra. Y Dân, em muốn đi tìm Sĩ Văn. Y Dân, buông em ra. Y Dân. Á Kỳ, chuyện này, Sĩ, Á Kỳ. Đừng khóc nữa, Á Kỳ, đừng khóc nữa. Á Kỳ à, anh ơi, sao chị khóc vậy? Sao vậy? Sao lại như vậy chứ? Sao Sĩ Văn mất tích rồi, đến gia đình chúng ta cũng phải mất theo vậy? Trước kia tình cảm ba mẹ rất tốt, bây giờ không phải cãi nhau thì là không nói chuyện. Sao lại trở nên như vậy chứ? Ba, chị khóc kìa. Á Kỳ, ba xin lỗi. Á Kỳ, xin lỗi con. Ba không cố ý đâu. Ba, thôi đừng khóc nữa. Ba, mẹ đã đủ đau lòng rồi. Sao ba còn chọc mẹ giận nữa vậy? Đó là gì? Các con đừng hỏi nhiều nữa. Ba, nếu lúc đó con trông chừng Sĩ Văn đàng hoàng thì đã không như vậy. Con trai, con đừng có nghĩ như vậy. Đời người không có hai chữ nếu như. Mẹ chính là vì luôn nghĩ nếu lúc đó như thế này, như thế kia, cho nên mới khổ như vậy đó. Ba không mong muốn các con rơi vào bế tắc như vậy, có hiểu không? Ba, vậy chúng ta phải quên Sĩ Văn đi sao? Ba kể cho các con nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có năm người cùng ngồi trên một chiếc thuyền ra biển câu cá. Họ ở trên biển gặp phải sóng to gió lớn, thuyền bị lật. Năm người họ cũng bị sóng to cuốn tới một đảo quan không có một bóng người. Hòn đảo quan này không có đồ ăn, cũng không có thức uống, phải làm sao đây? Bọn họ quyết định phải trốn khỏi nơi đó.
Thế là họ lợi dụng tất cả những thứ có thể tìm được trên đảo, là một chiếc thuyền nhỏ, dự tính nhân lúc thuận gió chèo thuyền tìm đường sống. Nhưng vì nguyên vật liệu có hạn nên thuyền của họ làm chỉ có thể chở được 4 người. Trong số 5 người họ có một người gần như đã chết. Vậy các con nói xem, họ nên tranh thủ thời gian mau chóng chèo thuyền tìm đường sống, hay là nên ở lại với người bạn của mình để 5 người cùng chết trên đảo Quang đi? Con thấy họ nên thoát thân trước, nhưng bỏ bạn đồng hành sắp chết ở lại trên đảo Quang như vậy, không có đồ ăn, không có nước uống, tự tìm đường sống, mặc kệ người đó, anh ta không phải rất tàn nhẫn sao? 5 người cùng chết thì càng tàn nhẫn hơn đó. Nếu họ có thể thoát thân, tương lai còn có cơ hội đưa một con thuyền lớn đến cứu người bạn đó. Đúng vậy, 4 người bọn họ tất nhiên là để người bạn đồng hành ở lại, bản thân mới có thể tiến về phía trước. Chỉ khi bọn họ sống, tương lai mới có cơ hội quay lại cứu người bạn đó. Các con cũng vậy. Hãy để cho Sĩ Văn ở lại trên đảo Quang đi. Chúng ta nhất định phải giữ lại ngôi nhà này trước. Bây giờ không thể chia 5 xẻ 7 được. Nhưng mẹ không chịu rời khỏi đảo Quang đó. Mẹ muốn ở bên cạnh Sĩ Văn. Ba nói xem, chúng ta làm sao mới có thể khiến cho mẹ rời khỏi đảo Quang đó đây? Mẹ yêu các con nhất. Hiện giờ chỉ có các con mới có thể giúp được mẹ thôi. Mẹ, mau lên. Đây. Mẹ, mau lên. Được rồi, đừng quậy nữa. Mẹ. Mẹ, sắp tới sinh nhật Á Bình rồi. Mẹ dẫn chúng con đi mua sắm đi. Con xin mẹ đó, mẹ ơi. Mẹ mua kẹp tóc cho con, mua giày đẹp cho con, có được không? Được, được rồi. Thế này, mẹ đang đau đầu, bảo An Duy dẫn 2 con đi chơi, có được không? Con muốn mẹ dẫn chúng con đi mua sắm thôi. Con muốn mẹ buộc tóc cho con. Mẹ buộc tóc cho con mới đẹp. Mẹ lựa kẹp tóc cho con đi. Được không mẹ? Mẹ, được không mẹ? Đi cùng con đi. Được rồi. Mẹ dẫn 2 con đi mua sắm được chưa? Hay quá, đi thôi, đi chơi thôi. Đi chơi, đi thôi. Chiếc xe này đẹp thật đó. Các người làm gì vậy? Đừng đụng lung tung. Xe bên trong kìa, đây là xe của quản lý chúng tôi. Lo cái gì? Biết đâu nó sắp là xe của ông chủ chúng tôi đó. Thì ra các người đến để kiếm chuyện đó à? Tránh ra. Giám đốc Lư, sao cậu lại đến đây? Ngô Quả Dượng, 5 vạn đại dương ông thiếu, khi nào mới trả đây? Cậu nói gì chứ? 5 vạn đại dương. Biên lai mượn tiền của ông rành ra đây. Giấy trắng bực đen rõ ràng. Khi nào trả đây? Không thể nào. Tôi không thể nào mượn nhiều như vậy được. Cây cú rồi ông còn biết bao tiền sao? Ông vay chính xác bao nhiêu đó? Các cậu giở trò lưu manh thì có. Tôi nói cho cậu biết, 5 vạn đại dương đó một đồng tôi cũng không đưa đâu. Dù sao sòng bạc vốn dĩ kinh doanh không có vốn. Cậu đi kiện tôi đi. Kiện không? Cho đi kiện đây. Ngô Quả Dượng, ông không trả tiền, tôi phải lấy gì đó để thế chấp chứ. Hay là tôi tạm lấy chiếc xe này vậy?
Giám đốc Lư, xin cậu tuyệt đối đừng lấy xe của tôi đi. Nằm im. Ông không trả tiền cũng đâu thể một nét xóa hết chứ. Nếu không tôi làm sao ăn nói với ông chủ đây? Hay là để lại vài ngón tay của ông gán nợ vậy? Khoan đã, khoan đã. Tôi đưa đồ bảo đảm cho cậu, chắc chắn cậu hài lòng. Đừng có giở trò đó. Khoan, khoan đã. Mau lên. Quản lý Ngô, ông làm gì vậy? Nhà họ Lưu nuôi dưỡng một tên trộm như ông, lương tâm ông bị chó ăn rồi hay sao? Chuyện nhà của chúng tôi, bà tôi tớ bớt nhiều chuyện đi. Được, ông đem giấy tờ nhà của lão gia, đi thế chấp cờ bà. Ông đừng hòng. Đưa đây cho tôi, đưa đây. Bà đừng hòng. Đây. Phần còn lại mau lên đó. Được, được. Vậy mấy hôm nữa tôi sẽ tới xem. Được. Đi thông thả, đi thông thả. Quản lý, ông chủ đâu? Tới sở cảnh sát rồi. Tới sở cảnh sát hả? Làm việc theo lệ. Ông ấy đi chào hỏi cảnh sát, tạo quan hệ, để họ tiếp tục tìm vị thiếu gia. Quản lý Ngô, quản lý Ngô, chuyện gì? Bà Trần đến rồi, bà ấy hỏi anh có giải mới hay không. Chuyện này cũng tới phiền tôi sao? Cậu giới thiệu cho bà ta là được rồi. Đi đi. Dạ. Cảnh sát Trương, chào cậu. Một chút tâm ý cậu nhận cho. Cảm ơn, cảm ơn. Được khách sáo. Chào cậu, chào cậu. Hai vị cảnh sát vất vả rồi. Nếm thử chút điểm tâm đi. Cảm ơn. Mời nếm thử. Cảm ơn. Thật ngại quá, lại tới làm phiền rồi. Một ít điểm tâm mới nhập khẩu, mời anh dùng thử. Vậy sao mà được chứ? Đừng khách sáo. Điểm tâm tiệm này đắt lắm. Con tôi ngày nào cũng đòi ăn. Tạm thôi, tôi còn không nỡ mua cho nó ăn. Cảm ơn ông chủ Lưu. Một chút tâm ý. Đúng rồi cảnh quan, vụ án con trai tôi mất tích có tiến triển gì mới không? Chúng tôi đã điều tra khắp nơi, thực sự không có manh mối khả nghi nào hết. Cảnh trưởng, tôi biết sĩ Văn nhà tôi mất tích đã lâu, rất khó tìm được manh mối mới. Vì những làm phiền các anh, cố gắng nghĩ thêm cách gì đó. Tất nhiên rồi. Có manh mối khả nghi nào thì chúng tôi đều sẽ không bỏ qua.
Vậy cảm ơn. Cảm ơn anh. Vậy thật đó, thuyền này sao lại đưa mình về Hạ Môn rồi, không cho mình đi mà. Mấy hôm nay mình không đi lung tung thì hơn, về thuyền thôi. Lão Cửu, đừng đi, đi với tôi đi. Nhưng đi đâu vậy? 2 tháng rồi chúng ta chưa lên bờ, không tìm thú vui, sắp chán chết rồi. Chỗ tốn tiền tôi không đi đâu. Lão Cửu, lần này tôi bao hết, anh không cần bỏ cắt bạc nào hết. Tôi mời anh. Sao hả? Đi thôi. Thôi đi đi, mau lên Tiểu Lợi. Đi, tôi mời anh. Vậy coi sao được chứ, tôi mời anh uống rượu. Đi. Mời dùng. Lão Cửu, tôi phát hiện anh hôm nay khác khác mọi ngày. Gì chứ, có gì khác đâu. Tôi vẫn ổn mà, có làm sao đâu. Vậy sao anh kéo nón thấp dữ vậy? Có phải làm chuyện gì rồi không dám gặp ai không? Đâu có, tôi có gì mà không dám gặp ai chứ. Tôi sợ lạnh đó mà. Anh xạo, ở trên thuyền gió biển lớn như vậy, anh còn ở trần làm việc nữa mà. Anh không nói tôi cũng không hỏi. Lát nữa tôi tìm chỗ cho anh, tìm một cô gái giúp vui cho anh. Tôi không có hứng. Muốn đi các cậu tự đi đi được không? Giả giờ, giả giờ. Đại gia, hãy mở lòng cho con xin ít tiền với à. Đi đi, đừng làm tao mất hứng. Đại gia, con đói bụng lắm. Mấy ngày rồi con không có gì bỏ bụng, cho con ít tiền đi à. Nè, thằng ăn mày này, mày vừa dơ vừa hôi, mau cút đi. Không cút là tao đạp cho một phát đó. Được rồi, làm cái gì hung dữ dữ vậy? Thằng bé này tội nghiệp quá. Cảm ơn đại gia, ông sẽ được phúc báo à. Được rồi, mau đi đi, mau cút đi. Lão Cửu, tốt thật đó. Tôi mà tốt gì đâu. Tôi thấy nó giống như mình thôi. Lúc trước tôi cũng mãi nghệ giang hồ, dựa vào mấy đồng người ta cho để qua ngày. Đều như nhau hết thôi. Tôi bụng của tôi khó chịu quá. Về thuyền trước đi. Còn những các cậu mời nha. Lão Cửu, anh không cần phải trả đâu. Cứ như vậy. Nè nè, chúng ta uống thôi. Trên đường náo nhiệt thật đó. Á Bình, ăn ít kẹo thôi, đừng ăn nữa, sắp ăn cơm rồi. Mẹ kêu em đừng ăn nữa mà. Ngoan đi theo mẹ, em muốn ăn mà. Chị cho em ăn đi. Cửa hiệu trang sức đầy cũng được đấy, chúng ta vào xem thử đi. Đừng ăn nữa, lát không ăn cơm được đó. Em muốn ăn, em muốn ăn. Cho em, cho em. Kêu em từ từ ăn, em không nghe. Làm gì vậy? Kẹo ở đâu ra vậy? Nhặt trên đất phải không? Bẩn lắm biết không? Không ăn được đâu. Nào, đi. Đi. Các vị hãy cho chàng vỗ tay nào. Vỗ tay, vỗ tay. Đi thôi, mau lên, mau lên. Chị An Nhụy, chị An Nhụy. Đại tiểu thư, sao vậy? Người đó. Chị nhìn thấy người đội mũ kia hay không? Nhìn hơi quen, hình như gặp ở đâu đó rồi. Người đó ở trong đám người đã đánh chết bà nội. Mày ăn đồ trên đất sẽ bị bệnh đó. Là hắn, chính là hắn. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ, người đó ở trong đám người đánh chết bà nội đó. Lưu phu nhân, đã lâu không gặp. Dạo phố à? Cậu cảnh sát, tên đó chính là đồng bọn đánh chết mẹ của tôi đó. Đứng lại, đứng lại. Nhớ đó, đừng chạy. Không xong, đừng chạy, đừng chạy. Đừng chạy, tránh ra. Bị điên à, đứng lại, đừng chạy. Đứng lại, đứng lại. Cậu thống kê lại cho tôi. Dạ, giấy màu này còn bao nhiêu? Lão gia, lão gia. Dạ được. Sao vậy Nhụy? Tìm được bọn người đánh chết lão phu nhân rồi. Tìm ở đâu vậy? Ở hướng thông tới bến tàu đó. Mau đưa tôi đi. Đứng lại, đứng lại cho tôi. Đứng lại, đứng lại, đừng chạy. Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đừng để hắn chạy thoát. Nào,
Người đâu? Cảnh trưởng, sao rồi? Vừa nãy có nhìn thấy hắn chạy về hướng bến tàu. Vậy thì bao bao vây toàn bộ lại đi. Còn nữa, phải tăng cường canh phòng thuyền ở bến tàu, đừng để bọn chúng có cơ hội lên thuyền bỏ trốn. Ông chủ Lưu yên tâm đi, chúng tôi đã điều hết lực lượng đến rồi, đã thông báo cho khắp các sở cảnh sát tăng cường kiểm tra, một con muỗi cũng không lọt được. Được, mấy tên này bắt cóc con trai, đánh chết mẹ của tôi, có nói sao tôi cũng không bỏ qua cho chúng. Các người qua kia tìm đi. Cậu đi thông báo cho tất cả chủ thuyền, xe lửa, xe buýt, người kéo xe, dán hình của hắn khắp các nơi, nhất định phải bắt được hắn. Dạ, dạ, đợi đã, bắt sống được hắn, cửa hàng tơ lụa Phú Tường thưởng 1000 đại dương. Đi thôi. Thảm rồi, mình phải làm sao đây? Lại đây. Lão gia, sao rồi? Ông về rồi, quản lý Ngô ông ấy. Hiện giờ tôi không có tâm trạng nghe chuyện của anh ấy. Nhưng mà chuyện rất quan trọng thưa lão gia. Được rồi thím Triệu. Sao rồi, tìm được người chưa? Vẫn chưa. Tên lưu manh đó không biết trốn ở đâu rồi. Trên xe, trên thuyền cũng không thấy bóng dáng. Lỡ như lại để hắn chạy mất, vậy càng không có hy vọng tìm được sĩ văn rồi. Không, lần này anh không thể để hắn chạy thoát, trừ khi anh chết. Tất cả theo tôi đi tìm tên lưu manh đó, nhất định phải bắt sống hắn về báo thù cho lão phu nhân. Tất nhiên cũng phải hỏi tin tức của sĩ văn. Đi. Dạ. Mẹ đi đâu vậy? Các con ở đây đừng đi đâu hết. Mẹ, mau mau, tôi tìm phía đông. Bên kia, bên kia. Được được, tìm bên kia, tìm phía tây, chú ý vào. A Vũ, A Vũ, anh đi đâu vậy? Anh lái xe đi tìm. Em đi với anh. Được, mau lên xe. Chiếc xe tốn tiền này cũng có dịp dùng đến rồi. Đi, mau lên xe. Mau lên. A Vũ à, anh có biết lái xe không vậy? Không sao, anh có từng lái rồi. Á Kỳ, em nhìn thấy tên lưu manh ở đâu vậy? Ngay trên đường lớn đó. Tên đó đáng ghét lắm, cứ đi ngang ngang trên đường, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Anh không thể nào ở đây chờ đợi. Anh là anh hai, cũng nên cùng mọi người đi tìm người. Anh đừng kích động, bọn họ nhiều người đi tìm như vậy rồi, xem anh làm gì nữa. Anh không thể không làm gì hết. Ban đầu là anh làm lạc bất sĩ văn, anh nhất định phải tìm được kẻ xấu xa. Nếu không anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Anh hai, anh hai. Tiểu, tiểu thư, cô cậu phải ở yên đây, không được chạy lung tung. Thím Triệu, sao bà lại bị thương vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Thôi, không cần nhắc. Đợi lão gia phu nhân về mới nói đi. Sao mọi chuyện kéo đến cùng một lúc vậy chứ? Sao rồi? Người kéo xe không ai thấy tên lưu manh đó. Tôi cũng hỏi qua chủ thuyền, có lẽ vẫn chưa rời khỏi thành đâu. Đi, tiếp tục lục soát. Chúng ta tìm như vậy cũng vô dụng thôi. Nó không chừng cảnh sát đã tìm mấy chỗ đó rồi. Vậy làm sao đây? Hắn không thể nào biến mất vào không khí được. Lúc em ở trên đường, thấy hắn đi cùng với một tên ăn mày. Anh có biết hắn ở chỗ nào không? Anh biết rồi, đi theo anh.